quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Tợ Gỗ Độc Đáo tiếp tục thực hiện một video giới thiệu về một cái sản phẩm bán chạy nhất, luôn luôn là trong top best seller của xưởng Tợ Gỗ Độc Đáo chúng em. Thì một chiếc đó là một chiếc hố rất là VIP, đẹp và VIP, và nó có rất nhiều tác dụng. Còn rất nhiều tác dụng đằng sau thì em sẽ giới thiệu để các anh chị khám phá về chiếc hố này. Về quy cách thì chiếc hố này là có đường kính 35 cm, khá là to, đẹp, và có chiều cao là 15 cm, được chia làm hai phần, đó là phần nắp và phần bầu dưới. Bên trong này là có ngăn thì em thiết kế là cái ngăn này có thể tháo rời ra. Cái ngăn này tháo rời ra tạo ra một cái không gian, nếu mà các anh chị đựng đồ to, nhất là các chị có thể đựng đồ may vá, đựng đồ nữ trang, hay là bất kỳ đồ gì các anh chị muốn, đựng điện thoại hay là tất kỳ đồ gì văn phòng chẳng hạn thế, hay là đồ dùng trong gia đình. Các anh chị mà cần cái ngăn to diện tích do cả một cái bầu này thì các anh chị bỏ cái ngăn này ra thì sẽ tạo ra một cái không gian như thế này. Và ngày Tết thì có anh chị có thể đặt cái ngăn này vào để làm hố đựng bánh kẹo. Đây là ngăn đựng các loại bánh chia ra, các loại hạt cắn. Vâng, rất là tiện ích. Và đặc biệt là nếu các anh chị ngày thường mà không sử dụng gì thì đóng nắp vào như thế này, nó cũng lại đem lại một cái tiện ích khác nữa. Đó chính là một cái này thì nó sẽ thành một cái như là bình phú quý, một cái chung phú quý ạ, chung phú quý tăng hút tài lộc. Thì bình phú quý này thì được sử dụng rất nhiều trong việc trang trí nhà cửa và cũng trong phong thủy thì có tác dụng hút tài hút lộc rất là nhiều. Những cái các anh chị để ý này, các vật dụng như quả cầu đá này, hay là những cái chung, những cái bình mà tiện tròn như thế này là những cái trung tâm nó hút năng lượng rất tốt, hút những năng lượng rất tốt. Và với đặc biệt là với chất liệu gỗ này thì còn tỏa ra những cái năng lượng rất là tốt, những khí vượng, đem lại những cái luồng khí rất là tốt cho gia chủ, cho ngôi nhà của các bạn. Thế thì với rất nhiều tác dụng như vậy, kèm theo đó là được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta nhé. Bên em tuyển chọn gỗ rất là kỹ anh chị nhé, đều làm bằng thớ nằm hết, không có một thớ đứng nào nhé. Tức là đấy, các anh chị hiểu dùm em là để chế tác ra một cái quả hố như thế này, một quả phú quý như thế này thì có thể làm bằng thớ đứng, tức là cắt từ các cái khúc cây gỗ tròn ra thì rất dễ, rất đơn giản thôi, nhưng mà không bao giờ được cái vẻ đẹp của cái vân tạo hóa, cái vân nó nhiều như thế này. Và thì bên em sẽ ra cái mẫu này, đặc biệt là cả cái nắp nhé, cả cái nắp này này là cũng là thớ nằm, và cái bầu dưới này cũng là thớ nằm, nên mới được cái vân dưới đẹp như thế này. Các anh chị nhìn vân chưa, vân chất chưa, chúng em đều tuyển chọn vân rất là đẹp luôn nhé, tuyển chọn vân rất là đẹp luôn. Cái nào mà vân không đẹp, gỗ có tì vết là chúng em loại luôn, chúng em không làm hàng kém chất lượng đâu ạ. Chính vì vậy mà các anh chị cứ yên tâm nhé, đảm bảo là các anh chị chơi cái tác phẩm, chơi cái dụng cụ này ở trong nhà, ngoài cái ý nghĩa, ngoài những cái tác dụng về sử dụng rất là cao, đựng đồ, đựng hoa quả ngày Tết, bánh kẹo ngày Tết, đựng các cái vật dụng cần thiết mà các anh chị thích, thì còn có tác dụng trang trí và tác dụng là hút tài lộc rất là tốt. Với chất liệu gỗ hương đây, kể cả mặt dưới nhé, mặt dưới xung quanh này, các anh chị nhìn xung quanh này vân rất là đẹp luôn ạ, tại vì chúng em tuyển chọn thứ năm nhé, tuyển chọn thứ năm, vân rất là đẹp luôn. Đây, bên trong đây vân cực kỳ đẹp luôn ạ, toàn vân tuyển chọn hết ạ. Chúng em không những cái mà nó ít vân là chúng em loại luôn, không làm đâu ạ. Và đều được làm từ chất liệu là gỗ hương hộp. Các anh chị cứ tưởng tượng là đường kính 35 thôi, nhưng mà là hương hộp nhá, thì sẽ giá trị hơn rất nhiều luôn ạ. Và chỉ có hương hộp mới làm được những cái đủ cái form gỗ nó vuông vắn để làm ra được những cái hố như thế này thôi ạ. Thì với một cái tác phẩm
với một cái vật dụng vừa giá trị như thế ạ, thì bên em cũng bán với giá sản xuất là chỉ có 2.100.000 đồng cho một cái hố đẹp như thế này, đẹp và đẳng cấp sang trọng như thế này. Thì các anh chị mà cảm thấy ưng ý thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với em qua số điện thoại em để bên dưới màn hình. Các anh chị có thắc mắc gì thêm thì hãy cứ liên hệ với em sẽ tư vấn nhiệt tình với các anh chị. Và các anh chị xem video của em thì vui lòng bấm đăng ký để được xem những sản phẩm mới nhất của bên em nhé. Em xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị sức khỏe thành công.